Vâng, em chiều 6 tôi thì xin gửi lời chào đến toàn thể quý chủ bạn. Vâng, trong một thời gian thì hơn chục ngày em bị Covid thì hôm nay em mới quay trở lại gần đây, bắt đầu lên sóng và giới thiệu cho bác sản phẩm của bên em. Thì địa chỉ của cửa hàng em là 6 tôi mới định, có địa chỉ là 86 Nguyễn Cư Cung Giai, dịch vọng cầu ra lộ 6 tôi mới định các bác nhé. Còn bên em thì chuyên những phẩm xe nước và xe nước. Vâng, và thời điểm này bên em cũng về tương đối là nhiều xe. Thì ngay sau đây thì em sẽ đi và báo giá cho mọi người toàn bộ những sản phẩm đang có mặt ở tại cửa hàng để cho mọi người có những cái thông tin, những cái về giá cũng như về chất lượng xe cho mọi người cùng lắng nghe em nhé. Vâng, đây em xin mời mọi người. Thì quý xe thì lại nhìn qua cái dàn đầu nhà em thì hiện tại đang được phủ kín với cũng tương đối là nhiều mẫu mã xe. Đầu tiên thì bên em đang có một chiếc CX5 phiên bản 2.5 Luxury sản xuất năm 2020. Xe lăn bánh được có hơn 1 vạn cây số thôi, màu đỏ pha lê cực kỳ đẹp. Vâng, trong cái tầm giá lanh quanh khoảng hơn 800 triệu thì cái chiếc CX5 phân khúc gầm cao 5 chỗ này cũng tương đối là nhiều khách hàng. Vâng, chiếc này của em thì đăng ký tên tư nhân, một trụ cột mới và biển số tỉnh các bác nhé. Đấy, chạy có hơn 1 vạn cây số thôi. Và giá của chiếc này thì là hơn 800 triệu các bác nhé. Tiếp đến Kia Sorento phiên bản máy dầu Signature Premium. Đấy, máy dầu bản full, phiên bản là máy dầu cao cấp đây. Thì quý chị đấy, nó là màu xanh tím than nhá. Đấy, loanh quanh tầm tiền khoảng 1.2 tỷ. Xe đăng ký tên tư nhân, một trụ từ mới và cũng chạy có hơn 1 vạn cây số thôi, rất là mới. Tiếp đến, bên này em đang mua cái sản phẩm tiếp theo, đó là Honda HR-V nhập khẩu từ Thái Lan. Chiếc này thì sản xuất là năm 2019 nhé, đăng ký tên tư nhân, một trụ từ mới và biển số thành phố. Đấy, chiếc này thì đã được lên cái mâm, độ thêm mâm rồi, cũng khá tương đối là đẹp. Và trong tiền, khuôn tiền khoảng hơn 700 triệu thì những chiếc HR-V nhập Thái này luôn là những sự lựa chọn. Nó cạnh tranh trực tiếp với lại crossover. Nó chạy cạnh tranh trực tiếp với dòng Toyota Cross. Đấy, cũng như là Peugeot 2008, đó là hai dòng cạnh tranh nhá. Đấy. Phiên bản thiết kế form Cooper, dáng thể thao cực kỳ đẹp, thì nếu mà quý anh chị nào mà ưng xe nào thì em có thể gửi full ảnh để cho mọi người cùng có thể lắm và trao đổi với em. Tiếp đến thì bên này em đang có một chiếc Evoque sản xuất năm 2015. Đấy. Xe đi được 4 vạn cây số, gần 5 vạn. Xe rất là đẹp nhá quý anh chị nhá. Đấy, màu đỏ. Lanh quanh tầm tiền khoảng trên 1.3 tỷ. Đấy, Evoque 2015. Tiếp đến bên này em còn một vài mẫu sản phẩm nữa thì em sẽ giới thiệu lốt cho quý chị và bạn cùng lắm với em. Đây, một chiếc GLC 300 Formatic sản xuất năm 2018 với đầy đủ là kính cách âm, kính 3 lớp cách âm, rồi là lưng hạ gập, lanh quanh tầm tiền trên 1.7 tỷ. Thì một chiếc GLC biển số Hà Nội cũng cực kỳ là ưng ý đúng không? Xe màu đen, nội thất đen. Những chiếc xe này thì đều là full lịch sự bảo hành bảo dưỡng tại hãng, thế là quý chó thể check những cái phần như ở check xe mạc này thì quá là yên tâm rồi nha, biển Hà Nội luôn. Tiếp đến một chiếc Cola cũng mang biển số Hà Nội em đang chào bán đây, đó là Cola 1.6 Turbo sản xuất năm 2019, màu xanh coban. Đấy, biển Hà Nội này đã lên thêm rất nhiều đồ chơi như là mặt ca lăng này, cam 360 bệ lên xuống, rồi là màn hình thảm, cực kỳ nhiều đồ chơi cho một chiếc xe này. Thì chiếc này em đang bán với mức giá cũng khá là hợp lý, là hơn 600 triệu đồng. Tiếp đến bên đây đó là một chiếc Mazda 6 2.0 Premium. Phiên bản này là phiên bản chưa phải là tùy chọn cao cấp nhá. Đấy, nó vẫn là bản Premium nhưng mà chưa được là tùy chọn cao cấp. Chiếc này của em thì màu trắng, nội thất đen, đăng ký tên tư nhân, biển số tỉnh nhá. Một trụ từ mới và đang lăn bánh có 6.000 cây số thôi. Xe cực kỳ là mới luôn, sơn zin gần như cả xe. Và lanh quanh tầm tiền hơn 800 thì một chiếc xe phân khúc D cũng tương đối là hợp lý cho quý anh chị rồi. Hơn 800 triệu, đời cao, xe đẹp, chạy lướt. Tiếp đến là một chiếc Suzuki Swift phiên bản độ mâm mây bách và dán màu xám xin măng, wrap màu xám xin măng nhá. Bên trong nó vẫn là màu xám nhá. Đấy, và chiếc này thì là bản 1.2 GLX bản full nhất nhập Thái Lan. Và chiếc này thì em đang bán với tầm giá là lanh quanh khoảng hơn 500 triệu đồng. Đấy, biển số tỉnh và đăng ký tên tư nhân, một trụ từ mới.
Ở bên dưới đây thì em đang có một vài mẫu sản phẩm như là Peugeot 2008 biển Hà Nội thì em đã đang nhận cọc của khách hàng rồi này. Bên này em có chiếc Seato 1.6 Luxury thì em đã đang nhận cọc của khách hàng rồi. Vâng, tiếp đến bên này, một trong những chiếc xe phân khúc B đó là Hyundai Accent, sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân một trụ từ mới nhé. Chiếc này của em thì biển số thành phố và lăn bánh được có 1 vạn cây số thôi. Nhà em đang có 2 chiếc, một chiếc lăn bánh hơi 2 vạn và chiếc này lăn bánh 1 vạn km nhé. Tầm tiền là 510 triệu. Thì có thương lượng thì quý anh chị có thể sở hữu một chiếc xe phân khúc B cũng cực kỳ là thể thao, rộng rãi, đi option khá là nhiều, có cả cửa sổ trời nhé. Đây là bản 1.4 ATH nhé, bản đủ nhé của nó đấy. Tiếp đến bên cạnh đó cũng là một chiếc Honda HR-V nữa. Thì chiếc này của em thì đăng ký tên tư nhân biển số tỉnh và lăn bánh được hơn 3 vạn. Chiếc kia biển thành phố lăn bánh được hơn 1 vạn, gần 2 vạn, thì chiếc này lăn bánh được 3 vạn. Nhưng mà chiếc này thì em còn để độ thêm cam 360 này đấy, rồi là thảm, rồi là cốp điện, cũng bô thể thao, khá là nhiều đồ chơi đúng không. Anh quanh tầm giá cũng hơn 700 triệu, thì cũng có thể sở hữu một chiếc HR-V nhập Thái Lan cực kỳ là chất rồi. Bên cạnh đây thì em lại có thêm một cái hàng nhập khẩu của Thái nữa, đó là Yaris, Toyota Yaris G, sản xuất năm 2018, đi được 4 vạn cây số, đăng ký tên tư nhân biển số tỉnh nhá, màu trắng nội thất kép. Chiếc này thì loanh quanh tầm giá trên 500 triệu. Thì quý chị đã sở hữu một chiếc Toyota Yaris nhập Thái bền bị này, ai mà thích sự bền bị rồi là rộng rãi thì Yaris là một sự lựa chọn cũng không thể bỏ qua rồi. Tiếp đến bên cạnh đây em đang có một chiếc Outlander. Chiếc Outlander này là phiên bản giới hạn, bản kỷ niệm của Outlander, sản xuất năm 2020 và lăn bánh được 1 vạn 8 cây số. Chiếc này thì với bản giới hạn này thì còn có thêm là sấy ghế, rồi là cốp điện, rồi là loa Rockford. Đấy, quý chị đây đấy nhá. Thì chiếc này thì với cái tầm giá loanh quanh khoảng hơn 800 triệu thì quý chị có thể sở hữu một chiếc 7 chỗ 5+2, cực kỳ đẹp luôn, màu nâu cà phê rất là chất nhá. Một sản phẩm bên cạnh đây nữa đó là một chiếc Hyundai Santa Fe, một mẫu xe chưa bao giờ hết hot. Và trong cái thời điểm xăng lên giá thì một chiếc máy dầu như này thì cực kỳ là hot rồi đúng không ạ? Hyundai Santa Fe máy dầu bản full, bản premium. Đấy, bản cao cấp nhất nhá, màu xanh coban. Chiếc này của em thì lăn bánh có 2 vạn cây số thôi, sản xuất là năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển số thành phố và một trụ từ mới nhá. Đấy, chiếc này thì em đang bán với tầm giá là trên 1 tỷ 1, cũng khá là hợp lý trong phân khúc 7 chỗ đúng không ạ? Đấy, và bên cạnh đây có một chiếc máy dầu nữa, những chiếc Fortuner Leander 2020 này em đã bán rồi. Thì quý chị có thể là nếu mà cần thì có thể alo cho em Triều. Rồi, đây là cái dàn xe nhà em, dàn mặt sau nhà em nhá. Còn đây là mặt trước. Đấy, cũng tương đối là nhiều sản phẩm, tương đối nhiều để cho quý anh chị các bạn có thể là lựa chọn, có thể là trải nghiệm. Bên dưới này thì em còn một chiếc nữa, đó là chiếc Kia Morning phiên bản máy 1.0 AT nhập khẩu. Phiên bản này được cái là 4 đĩa, sản xuất năm 2011. Chiếc này thì ông anh của em đang đi, và chiếc này thì đã được ông anh em gọi là trang bị thêm là 4 quả lốp Michelin rồi. Tất cả mọi cái chi tiết thì ông anh em đã làm lại để đi, tại vì xe để đi. Thế nên là bây giờ lại mua được con xe khác là lại đẩy con này để bán, thì quý chị nào thích cái trong cái tầm giá khoảng loanh quanh khoảng 300 độ về thì một chiếc Kia Morning nhập khẩu 2011 cũng cực kỳ là chất nhá. Đề lộ rồi là sấy ghế, sưởi ghế, rồi là sấy vô lăng, 4 đĩa ABS cũng cực kỳ là chất này. Tiếp đến một mẫu sản phẩm cuối cùng đang có mặt tại cửa hàng, đó là CX5 phiên bản máy 2.5 2 cầu, sản xuất năm 2019, thế hệ 6.0, loanh quanh khoảng hơn 800 triệu, một chiếc xe đi có mấy nghìn cây số, sản xuất 2019, một trụ từ mới nhá. Vâng, chiếc này thì chạy chưa đến 1 vạn cây số. Quý chị nào mà thích cái màu xanh carbon size này có thể liên hệ ngay với em Triều, giá sẽ cực kỳ là tốt nhá. Đó, thì hiện tại thì đây là cái sản phẩm đang có mặt tại cửa hàng em, thì quý anh chị có thể tham khảo qua một lần nữa nhá. Thì nếu mà quý chị nào quan tâm thì có thể đến với địa chỉ là số 86 phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe thực tế. Bên em thì sẽ có những cái cam kết đồng văn bản về chất lượng xe, nhà xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hồ số zin, km chuẩn, và cam kết bằng giấy tờ văn bản cho quý anh chị và bạn trong vòng 5.000 km hoặc 6 tháng. Bên em thì vẫn hỗ trợ ngân hàng lên đến 70% giá trị xe.
Thì nếu mà quý chị nào quan tâm đến mẫu sản phẩm nào có thể liên hệ ngay với em Triều qua số điện thoại là 0981 548 696. Em Triều rất mong được sự ủng hộ của khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đến và để ủng hộ cho cửa hàng cũng như là cá nhân em Triều. Và em xin kết thúc video ở đây và xin gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào mọi người ạ.